mừng xuân bốn bề một nhà, nhân dân đoàn kết, mà xuân là thật vui. Thì năm mới thì xin chúc các cụ mạnh khỏe, vui vẻ, sống lâu, mà đôn đốc cho con cháu thi đua. Còn các cháu thì thi đua, học tập và ngoan ngoãn. Còn tất cả các cô, các chú Việt cũng là như hoa, và bất kỳ mình ở một cái cương vị nào, làm việc gì, công nhân cũng thế, nông dân cũng thế, trí thức cũng thế, mà bà con công thương cũng thế, thì mọi người đều thi đua làm tròn nhiệm vụ để khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, làm cho đúng mức và vượt mức cái kế hoạch của nhà nước trong năm nay, để mà xây cái nền tảng cho những cái kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển văn hóa về sau. Rất tốt. Để nâng cao đời sống của nhân dân và cho theo kịp các nước bạn ta. Bác giao cho đồng bào Hà Nội nói chung, mà thanh niên nói riêng, thì làm sao trong năm nay đấy, thì Hà Nội là tất cả đồng bào Hà Nội từ 8 tuổi trở lên thì đều biết viết đọc, nghĩa là thanh toán lại một từ thanh niên, tôi hiểu thế không?